Xin chào các bạn và các em đã đến với chương trình Langbarque TV. Hôm nay tôi xin chia sẻ một vài cái trải nghiệm sống ở Mỹ cũng như là làm trong cái ngành hàng về ngành bán lẻ đã từ lâu với chồng của tôi trong gia đình gần hơn 20 năm. Nói chung là có khá nhiều những cái kinh nghiệm về cái vấn đề này. Và vừa qua thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái mối quan tâm, cái chuỗi cửa hàng của Big C có lần là đã gửi thơ cho các nhà cung cấp dệt vải quần áo của Việt Nam và nói rằng là sẽ không nhập hàng của những cái nhà hàng giải vệt của Việt Nam nữa. Tuy nhiên sau đó do một số cái sự phản đối thì họ đã đồng ý là tiếp tục nhận đơn đặt hàng của một số công ty. Thì cái vấn đề ở đây là như thế nào? Tôi muốn chia sẻ với các bạn một tí để những thương hiệu Việt, những nhà sản xuất Việt Nam không có ở cái thế bị động trong cái bất kỳ hoàn cảnh nào. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn vấn đề của Amazon và Whole Foods. Whole Foods là một cái chuỗi hầu như là cao cấp nhất về chợ. Trong chợ thì có bán rất là nhiều mặt hàng, một cái dạng siêu thị, quần áo, chợ, tất cả mọi thứ trong đó, và nó là thuộc cái dạng thương hiệu đẳng cấp hạng nhất, bán rất nhiều mặt hàng, những sản phẩm hữu cơ. Và một thời gian họ hoạt động với tiêu chí là tươi, hữu cơ và rất là khuyến khích những cái người ở địa phương đem những cái mặt hàng của mình đến bán cho cửa hàng ngay tại gần nơi đó. Thí dụ như cửa hàng đó ở tiểu bang Florida, họ sẽ nhận rất là nhiều những cái mặt hàng của những người chung quanh gần đó. Ở California thì họ sẽ mua một số những cái mặt hàng tại địa phương nơi đó. Tuy nhiên là từ khi mà Amazon mua lại công ty Whole Foods thì mọi chuyện nó thay đổi rất là nhiều. Cái đường hướng, cái cách suy nghĩ và cái cách kinh doanh công ty nó đã khác đi hồi xưa rất là nhiều. Và nghe một số những cái điều phàn nàn, thí dụ những người địa phương cảm thấy rất khó khăn để bán hàng vào Whole Foods nữa. Vì sao Whole Foods bây giờ không khuyến khích nhiều lắm là bạn là địa phương, mà là họ khuyến khích bạn phải giá rẻ. Và những người mà địa phương thì bạn biết rồi, họ không có nhiều tiền, họ không phải là những tập đoàn đa quốc gia. Cho nên rằng là khi mà Amazon mua lại thì cái đường hướng khác, phần trăm chiết khấu cũng rất khác, rồi họ phải trả rất là nhiều những cái chi phí để trên kệ, trưng bày vân vân, chụp hình promotion, giới thiệu sản phẩm, marketing vân vân. Và dần dần những người địa phương họ không có chịu nổi, và chỉ có những anh lớn thì là những anh có nhiều tiền thì bắt đầu là có thể trụ được. Thì đó, các bạn thấy rằng là chúng ta không có điều khiển được cái đường hướng, cái chiến lược kinh doanh hay là cái sứ mệnh hay là cái tầm nhìn của một công ty. Bởi vì mình là người thụ động, mình gửi hàng, mình bán hàng vào trong cái siêu thị của người khác. Thì quay lại câu chuyện của Big C, tôi nghe cảm thấy rất là đau lòng khi mà cái số phận của rất nhiều doanh nghiệp dệt của Việt Nam rất là lông đông, và nó dẫn đến là công nhân không có những cái công ăn việc làm ổn định, và họ sẽ bỏ doanh nghiệp, họ đi tìm những cái nghề, ngành nghề khác, và dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy khác. Chúng ta có thể trách Big C được hay không? Chúng ta chưa rõ đằng sau cái quyết định của họ là do cái gì. Do họ bây giờ chỉ muốn ưu tiên cho mặt hàng của đất nước mình là Thái Lan, hay là họ đang thay đổi lại đường hướng kinh doanh, chúng ta chưa rõ. Tuy nhiên là mình có thể kêu gọi họ là đang kinh doanh tại đất nước Việt Nam thì phải ưu tiên cho hàng Việt Nam. Mình kêu họ được là đạo đức kinh doanh là cái lòng mà gọi là hợp tác với cái đất nước, con người ở sở tại. Mình kêu gọi họ được, nhưng cái chuyện mà người ta cam kết hay không, mình không bắt buộc được người ta. Cho nên nếu mà người ta không làm điều đó thì mình cũng không làm gì được cả. Nó ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Thì để cho doanh nghiệp của mình không có bị lệ thuộc vào cái sự quyết định, cái tầm nhìn, cái chiến lược của cái người mua hàng, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một số điều mà doanh nghiệp chúng ta có thể tự chủ làm. Và một trong những cái điều quan trọng nhất của thời buổi ngày hôm nay mà chúng ta có thể làm được, đó là các bạn đừng để mình cạnh tranh trên mặt bàn giá lao động rẻ. Khi các bạn làm điều đó, chúng ta sẽ mãi mãi bị chèn ép
và sống bằng sức lao động và sẽ rất là khó khăn, khổ sở. Mình chèn ép trên cái phương diện mình là commodity, là một cái mặt hàng. Hễ giá ở đâu mà rẻ hơn một tí là mình sẽ bị đẩy ra ngoài. Thì nó rất rất là cực khổ. Và với những cái phương tiện và những cái nền tảng miễn phí ngày hôm nay, tất cả các doanh nghiệp dù nhỏ xíu, một người trung bình nhỏ xíu mini đều có thể làm được. Đó là bắt đầu xây dựng kênh phân phối riêng cho mình, bán hàng trên mạng online cho mình và xây dựng thương hiệu riêng cho mình. Các bạn có thể làm điều đó. Song song mình vẫn có thể là mình gia công cho những anh lớn khác, ok. Nhưng song song đó chúng ta phải thủ, phải phòng ngừa những ngày giông bão tố, những anh lớn anh bỏ mình đi vì bất cứ lý do nào, mình vẫn có những cái đường riêng của mình, thương hiệu riêng, kênh phân phối riêng của mình. Điều này vô cùng quan trọng. Ngay cả ở Mỹ sau này cũng vậy. Các bạn thấy rằng tôi đã làm việc và phỏng vấn, và ngay cả trong gia đình, những cái người họ cung cấp đồ chơi nhựa nè, cung cấp vải nè, cung cấp quần áo thời trang nè, cung cấp thức ăn cho những siêu thị, họ đều phải nghĩ ra rất là nhiều con đường mà họ không bỏ ra, bỏ tất cả các quả trứng vào một rổ. Bây giờ mình thí dụ như mình chỉ lệ thuộc vào Bixi, Bixi ngưng hàng của mình là mình ngày mai là mình trở tay không kịp. Mình phải có nhiều đường khác, có đường riêng của mình, kênh phân phối riêng của mình, chiết khấu như thế nào. Dù cái đơn hàng người ta nhỏ, mình vẫn phải giữ nó, bởi vì mình không biết con đường của những anh lớn sẽ xảy ra ngày mai như thế nào. Kênh phân phối riêng, cái thương hiệu riêng của mình như thế nào, các bạn phải xây dựng. Đừng đợi tới là nước tới chân là lúc người ta không cần mình nữa, là coi như mình đó, lúc đó là mình không gia công được trả và mình không có thương hiệu của mình. Chúng ta có thể làm được, viết ra những cái bài blog, viết ra những cái nội dung giá trị, tạo thương hiệu của mình qua video YouTube, qua Facebook blog, qua Facebook video, rất nhiều cách miễn phí các bạn có thể bỏ công sức làm ra được điều đó. Và những cái điều mà tôi nghĩ các bạn đã làm rồi, đó là mình tham gia những cái trưng bày, những cái hội chợ để tìm những cái khách hàng mới. Và chúng ta cũng phải rất là sáng tạo trong cái việc mà tìm kiếm những người mua hàng của mình. Tôi biết có những người đi lên LinkedIn nghiên cứu và tìm ra những cái người đã từng bán những cái mặt hàng của mình. Dù người ta không lớn nhưng mà người ta mua hàng của mình thì được thêm những cái kênh phân phối khác, để mà chúng ta luôn luôn bán được cho những khách hàng lớn, chúng ta luôn luôn xây dựng mối quan hệ. Và các bạn nhớ luôn luôn là, tôi rất là thích một câu của Hồ Chí Minh, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do. Có nghĩa là mình đừng bao giờ để cái số phận của mình lệ thuộc vào bất cứ một người nào khác cả, mà phải luôn luôn chuẩn bị nếu người ta bỏ mình vẫn có con đường, mình vẫn sống được, mình vẫn có cái cách khác. Và một điều quan trọng nữa mang tính chất vĩ mô hơn, cái này thì cần tập thể, cần mỗi cá nhân trong tập thể cùng với nhà nước, cùng với rất là nhiều người thì chúng ta mới làm được. Đó là chúng ta phải cần đoàn kết hơn trong cái việc xây dựng thương hiệu quốc gia. Chúng ta chưa có làm được điều đó. Chúng ta bao nhiêu chục năm qua thì cái khẩu hiệu mà người Việt Nam dùng hàng Việt Nam đó, nó vẫn chưa có tinh thần yêu nước và mạnh mẽ và đem đến luôn cho cả thế giới gọi là thương hiệu quốc gia. Không những người của mình mà là người ngoài nghe vào họ sẽ rất tin tưởng. Các bạn thấy rằng là người Nhật nè, người Hàn Quốc, người Ý, họ làm rất là tốt về cái thương hiệu quốc gia này. Ví dụ như hàng làm ở Nhật nè, hàng làm ở Hàn Quốc, người ta rất là tin tưởng. Hay là về thời trang mà hàng làm ở Ý thì bất kỳ mà nghe là ở Ý là tự nhiên người ta nghĩ đến đây là cái thương hiệu quốc gia về hàng thời trang. Thì Việt Nam mình cũng vậy, chúng ta muốn cái thương hiệu quốc gia của mình nói đến người ta nghĩ đến cái điều gì, chúng ta phải nghĩ tới điều đó. Và mỗi người công dân, đặc biệt trong cái ngành nghề đó, phải luôn luôn ủng hộ bằng cách là mua đồ của mình dùng và lan truyền cái giá trị của nó. Và dĩ nhiên là nhà sản xuất phải luôn luôn nỗ lực hết mình để làm nó tốt, có thể mà người ta tin tưởng và người ta thật lòng là người ta nói wow, tôi vô cùng hãnh diện là người Việt Nam và dùng hàng Việt Nam. Thêm một điều nữa, đó là chúng ta cần phải có những cái hiệp hội rất là mạnh mẽ, có tiếng nói, có những cái
quyền lợi đặt ra rất là cụ thể và có những cái hướng dẫn, những cái chỉ dẫn cho thành viên của mình. Cái cách thương lượng, cái cách thành công trong cái việc mà đi thương lượng và bán hàng, chào hàng, giúp đỡ lẫn nhau cho cái ngành nghề đó. Thì những cái hiệp hội đó chúng ta có, nhưng mà cái thực chất của nó đã làm những cái việc tốt như là giáo dục nè, huấn luyện nè, chia sẻ những cái mối quan hệ và đứng ra bảo vệ thật sự cho thành viên hay không. Thì đó là vấn đề chúng ta cần nghĩ sâu xa hơn. Thì tôi hy vọng những cái điều này sẽ giúp cho không những chỉ là ngành dệt mà nhưng mà rất là nhiều ngành hàng của những nhà cung cấp, những người trồng trọt, những người sản xuất thật sự của Việt Nam ở một cái mức độ nào đó tìm được cái sự tự do, cái tự chủ trong cái vấn đề mà phân phối bán hàng của mình, không có bị động dù cho bất kỳ tình hình nào xảy ra. Xin cảm ơn các bạn và đừng quên chia sẻ video này để trí tuệ lại được lan tỏa đến nhiều người Việt Nam hơn nữa. Xin chào. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.